Một người đàn ông có vỏ bọc hoàn hảo, chữa bệnh cứu người. Những vụ mất tích không lời giải đáp. Bí ẩn về xác người phụ nữ bị chôn vội. Bí ẩn về ba chiếc sọ người. Sự thật về buồn ngải thiền linh cái. Thưa quý vị và các bạn, trong thế giới của những thầy phù thủy thời cổ đại tồn tại nhiều thuật kỳ bí và hầu hết chỉ là những truyền thuyết. Bùa ngải thiên linh cái là một trong số đó. Ngày nay khoa học đã cho thấy đó là những điều hoang đường. Tuy nhiên những câu chuyện xung quanh chúng vẫn là những điều đầy hấp dẫn và nhuốm màu sắc huyền bí. Thiên linh cái là thứ bùa mà cách luyện rất dã man. Việc luyện bùa này gắn liền với tội ác bởi vì họ phải giết người lấy đầu để điều khiển âm binh thiên tướng và sai khiến người khác. Hay cũng có những chuyện làm hoang đường làm rúng động người nghe. Đại loại khi nhắc đến thuật tà, người nghe càng bị mụ mị vào những mê hồn của hư thực. Thế giới đã chứng kiến tội ác của những kẻ tự coi là thầy bùa, thầy phù thủy luyện thiên linh cái. Và câu chuyện về gã thầy bùa hai tầng ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp là một trong những ví dụ về cái gọi là bùa ngải thiên linh cái. Cù Lao Tân Bình, một ngày cuối năm 1995. Đây là nơi cư ngụ của người dân ba xã Tân Bình, Tân Hòa, Tân Quế thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Một địa bàn thuần nông với người dân chủ yếu làm nông nghiệp và chài lưới trên sông Tiền. Rồi một ngày đã xuất hiện một ông thầy bùa chữa bệnh bằng phép thuật lưu lạc từ nơi khác đến vùng Cù Lao, Tân Bình. Thời gian đầu, ông thầy bùa này sống trên một chiếc ghe nhỏ và lân la làm quen với những người dân trong vùng bằng cách tự nguyện chữa bệnh từ thiện. Ông thầy bùa được người dân gọi là Hai Tửng, vốn dĩ tên là Phạm Văn Tuấn, quê ở một vùng miền quê nghèo ở Cần Đăng, tỉnh An Giang. Cuộc sống khó khăn ở miền quê đã xô đẩy ông thầy bùa này trôi nổi, kiếm sống đỏ đầy trên chiếc ghe chồng chành sông nước. Sau nhiều năm lên đên ghe thuyền bon chen cuộc sống rồi lên núi Sam tầm sư học đạo, Hai Tửng cập bến Tân Mã Trường, ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Tân Bình, tỉnh Đồng Tháp. Hai Tửng chọn nơi đây làm chỗ neo đậu bởi nghĩ rằng nơi đây cách biệt với đất liền nên có thể thực hiện những kế hoạch của mình. Là một người ít học, nhưng bù lại, Hai Tửng được cái mồm mép. Đến đây ngày thứ nhất, thì ngày thứ hai, hắn đã bắt chuyện được với bà con, khu ấp thân thiết như là quen từ bao giờ. Hai Tửng nói với bà con rằng, thầy là một người tu hành, rằng trong thời gian dài, thầy đã lên núi Sam để thỉnh giáo sư phụ và được chỉ cho rất nhiều chiêu thức để chữa trị bệnh và thầy đang tích cực luyện thiên đình cái. Một ngày nào đó, mọi thế lực trần gian sẽ không còn làm gì được thầy nữa. Súng đạn không có giá trị với thân xác của thầy.
Trước đây là ông thầy Hà Tấn này là tên là Phan Thanh Tấn, là quê ở là Kiên Giang. Đó, tôi cũng trực tiếp đến cái huyện Kiên Giang để xác minh làm rõ. Bản thân Hai Tửng cái trước đây thì cũng có một cái nghề đó là đấu võ rất hay, cho nên là bản thân của vợ Hai Tửng là xuống đó là người trực tiếp là bán thuốc dê, cho nên là trong quá trình quen biết thì trực tiếp là gả cho Hai Tửng để mà hai chồng sinh sống. Sau khi mà gia đình của vợ Hai Tửng gả cho Hai Tửng xong thì Hai Tửng mới về quê ở Thanh Bình để mà sinh sống. Đầu tiên nhất mà về đây thì gia đình chỉ cho một công ruộng, công đất để mà trồng rau cải màu sống. Thì trong quá trình trồng rau thì Hai Tửng cũng phát sinh thêm cái việc đó là làm phép rồi coi tay coi bói. Ban đầu, chẳng ai thèm để ý đến những lời lẽ chừng mức đó của thầy hai. Nhưng lâu ngày, thấy thầy hai một mình cô độc trên chiếc ghe, ăn chay trường và vui vẻ hòa đồng, mọi người bắt đầu chú ý và tin lời gã. Một người, hai người, rồi ba người trong cụ lao bị bệnh đến nhờ thầy hai chữa trị. Có người khỏi bệnh, có người không khỏi, rồi cũng không có ai kiểm chứng. Thầy Hai Tửng còn nhận làm bùa ngải để xử lý những trắc trở trong hôn nhân gia đình hay giúp công việc được thuận buồm xuôi gió. Đối với người dân ở địa phương của Thanh Bình thì khi có cái sự việc gì quan trọng mà bản thân của họ không thấy chắc chắn đó, rồi như vậy là không an tâm, nên tư tưởng của người dân là sẽ suy nghĩ tìm đến một người thầy để làm bùa phép để hỗ trợ cho mình là trong quá trình làm ăn sinh sống. Thì trên cơ sở đó thì dân địa phương mới nghe thông tin là chỗ ông Tuấn có hoạt động hành nghề mê tín dị đoan để đến là xin làm bùa phép, làm ăn mua bán. Thì trong cái thời gian mà một số người dân địa phương đến gặp ông Tuấn đó, để làm bùa phép thì khi quay về thì cũng trùng ngẫu nhiên thì việc làm ăn nói chung cũng có người thành công, cũng có người thất bại. Thì từ cái đó là những người thành công đã tuyên truyền ra rộng cho một số người dân khác để mà nghe tin thầy Hai Tửng là có bùa phép. Một ông thầy bùa đi lang thang chữa bệnh bằng biện pháp bùa phép thì đâu có gì lạ. Thời điểm lúc bấy giờ và nhiều năm về trước, ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn thường xuất hiện những người tự xưng là thầy bùa, có phép thuật, có khả năng chữa bệnh và khai thông bế tắc trong công việc. Họ đánh vào sự thiếu hiểu biết của người dân trong những vùng thôn dã để lừa gạt kiếm sống, và thầy Hai Tửng cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, những màn bùa phép chữa bệnh, làm phép thuật để giúp công việc làm ăn thuận lợi, đó mới chỉ là sự bắt đầu cho một loạt sự kiện sau này. Sau một thời gian sinh sống ở vùng Cù Lao Tân Bình, tiếng tăm của thầy Hai Tửng bắt đầu nổi danh. Thầy không còn sống dưới ghe nữa, mà chuyển lên bờ và cất một căn nhà nhỏ ngoài cánh đồng, sống tách biệt với khu dân cư trong làng. Một ngày, có một người phụ nữ tự xưng là thể đến tìm thầy Hai Tửng nhờ làm bùa ngải để công việc được hành thông. Chị thể làm chủ hụi cho vay tín dụng nhưng thường xuyên bị các con hụi xù tiền, nên thể tìm đến nhà thầy Hai nhờ thầy Hai giúp sức. Thì trong quá trình làm phép như thế thì lúc đó thì có chị là Trần Thị Thể ở cái huyện Thanh Bình. Cái chị này là chuyên về cho vay với chơi hụi, mà chị nói là sau cái số mà cho vay thì cái khách, cái người mà con nợ trả chậm, cái đó thì chị cũng gặp Hai Tửng này, mục đích chính là gì, để làm phép để mà thu hồi cho nhanh.
Thì đó thì lần đầu tiên thì hai người chỉ mới biết qua cái việc mà làm phép để mà thu hồi nợ thôi. Thì qua lại nhiều lần cho nên là hai người cũng kết tình với nhau, cho nên là trong thời gian mà quen biết thì chị Thể này mới rủ anh Hai Tửng này là bỏ nhà đi để mà xuống dưới ghe là đi mua bán giao cải. Thì hai người mới mua một chiếc ghe nhỏ xuống đó để mà đi gặp theo kinh rạch này bán giao cải cho người dân. Thì trong đó thì đầu tiên nhất là Hai Tửng bơi đậu chiếc ghe này ở cái rạch Mã Trường để mà sinh sống. Thì từ đó thì người dân ở sớm người ta biết được ở Hai Tửng này là có nghề, là ngoài cái việc mua bán rau cải này ra còn có là làm phép, làm bùa, nghĩa là để mà làm ăn được. Không ngờ sau mạng bùa phép của thầy Hai, công việc của chị Thể được thuận tiện hơn nhiều. Các con hội cứ đúng hẹn là mang tiền đến trả cho thầy, không khất hứa, trốn hạn như trước. Quả hâm mộ và tin tưởng thầy Hai, chị Thể quyết định chuyển về sinh sống với thầy Hai và hàng ngày cơm nước phục vụ cho thầy như một cặp vợ chồng. Là cái cô này là chuyên cho vay ở chợ Thanh Bình. Đó, thì cái cô này thường thường cho vay nó có cái đặc biệt gì nè, là trước chưa có gặp ông này á, thì cô này cô cho vay bị người ta giật hoài, đến mà đòi tiền lãi này kia là bị không có đòi được. Nhưng mà khi mà cái cô này á, cô gặp được ông này á, là ông này ông làm phép. Đó, làm phép thì cũng cho uống theo sau này làm việc là cái cô nói là cũng có cho uống thuốc á. Thì cô đi đòi nợ như vậy là đến đòi nợ là đòi người ta được hết. Ta giao cho vay thì đòi như là nó sòng phẳng được. Cho nên là cô này rất là tin được cái ông này, rất là mừng. Và thường xuyên là cung cấp lương thực cho ông này ăn. Nói cách nào đó là cung cấp lương thực. Được thầy Hai chỉ dạy, chị Thể đã tham gia hẳn vào công việc của thầy Hai. Thể đi khắp làng trên xóm dưới tuyên truyền về phép thuật cao siêu của thầy Hai. Thể lấy ngay chuyện của bản thân mình để chứng minh cho mọi người thấy những hiệu quả từ các phép thuật bùa ngải của thầy Hai. Đi đầu Thể cũng rủ rê nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ của xóm, để thầy Hai giúp làm bùa ngải. Cái gì thầy cũng làm được, từ bệnh tật cho đến việc trị chồng hay rượu chè, công việc làm ăn. Chính nhờ thế mà danh tiếng của Hai Tửng nổi lên, không chỉ trong vùng Cù Lao Tân Bình bé nhỏ mà đã lan ra các xã lân cận. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc danh tiếng thầy Hai Tửng đang nổi lên từng ngày thì ở Cù Lao Tân Bình và một số xã lân cận liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn của nhiều người phụ nữ. Đa phần đều còn rất trẻ, có cả những em bé gái ở tuổi mới lớn. Liệu những người phụ nữ bị mất tích có liên quan gì đến thầy Hai Tửng hay không? Cũng từ đây cũng bắt đầu vén lên dần bức màn tội ác của một kẻ hành nghề mê tín dị đoan, và cũng bắt đầu một cuộc đấu trí căng thẳng giữa cơ quan điều tra với một tên tội phạm nguy hiểm. Tưởng nó đi mặn không mà đâu biết nó mất tích đâu. Rồi tới chừng nào mà nghe nói ông thầy đã giết người đó, thì má lên cho ảnh là 2 năm rồi đó. Vậy mà dây dưa cũng 5-6 tháng nữa nó mới biết đó. 5-6 tháng mới biết là chôn ở trên chợ ảnh gì đó, lấy cốt, lấy xác lên đó là tháng nước. Nên là suốt 2 năm đấy thì nhà chỉ nghĩ là... Nghĩ là đi mặn không mà nó đi mặn chỗ này chỗ kia lum chân á. Mình nghĩ nó cũng đâu có tiền bạc, có vàng vòng gì đâu, người ta giết làm chi.
nghỉ ở đi mặn không mà con nó nhà mà ngoại nó giữ nè, và cũng y hai bà cháu Tết năm nào cũng ra ngoài đường đón xe về không à, rồi hồi đón giết không ngáy không. Cuối tháng 5 năm 2000, người nhà của chị Trần Thị Phượng ở xã Tân Hòa hoang mang đi tìm chị Phượng sau mấy ngày đi không có tung tích. Thế rồi có một lần đi tìm kiếm những người thân của chị Phượng, vô tình phát hiện ra xác của chị Phượng được chôn trên gò đất ngoài cánh đồng. Thông tin lập tức được trình báo lên cơ quan công an để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền, đội khám nghiệm của điều tra viên Nguyễn Văn Minh đã tiến hành khai quật tử thi được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Phượng, trú ở xã Tân Hòa. Nạn nhân được xác định chết do bị ngạt. Thi thể nạn nhân đã bị xâm hại tình dục trước khi bị mang đi chôn. Và một điều gây chú ý với cơ quan điều tra là toàn bộ lông vùng kính của nạn nhân đã bị cạo sạch. Nạn nhân là nữ, bị chôn ở trong một cái hố là dài khoảng 1m6, bề ngang khoảng là nửa mét. Nhà được chôn lấp dưới một lớp đất là khoảng 25cm. Sau khi mà đưa tử thi lên được thì chúng tôi phát hiện là nạn nhân đã bị giết và sau đó mới đem chôn. Ở bụng nạn nhân là có một cái vết là mổ để mà đưa ruột ra ngoài. Rồi trong quá trình khám nghiệm đã xác định được cái tính chất của vụ án, đó là nạn nhân đã bị giết bằng cách là siết cổ đến ngạt chết, và sau đó là có dấu hiệu là bị xâm phạm tình dục. Và trên đặc điểm mà chúng tôi đáng lưu tâm nhất đó là cái bộ phận sinh dục của nạn nhân đã lông đã bị cạo sạch hết, và có ở bộ phận sinh dục đã bị xâm hại, có những đặc điểm ở trong cái bộ phận sinh dục. Và trên những đặc điểm trên người tử thi thì cũng còn có nhiều cái dấu vết là trầy xước da, thể hiện là thủ phạm đã có cái sự là cướp tài sản trên người của nạn nhân. Lúc này, một mũi điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành làm việc với người nhà của nạn nhân, thì được biết trước khi mất tích, chị Phượng có nói với người nhà rằng muốn đến nhà nhờ thầy Hai Tửng làm bùa phép để cho ông chồng chị Phượng đừng gọi điện ảnh hưởng đến công việc của vợ. 6 tuổi đó, thì bà nói là con mất tích rồi, bây giờ về đi rồi thu xếp đi nữa xuống tỉnh dưới người ta giải quyết. Tại vì bản thân của Phượng là mới có chồng nhưng mà không có thích ở trong gia đình để mà đi làm ăn, mà thích là đi mua bán, cho nên là cô Phượng này mới đi lên Long An để mà bán quán. Thì người chồng hay điện về hoài, lúc đó thì cô Phượng nó về nói với mẹ nó là sao con đi làm ăn mà ảnh cứ điện về hoài, ở đây mẹ xem có ông thầy nào hay để mà làm phép thì con đi đừng cho anh điện nữa. Lúc đó thì mẹ của chị Phượng mới nói là ở đây có ông thầy Hai Tửng hay lắm, không làm phép là làm ăn được, và cái không có chồng không có điện nữa. Thì Phượng nó mới nhờ mẹ dẫn đến nhà của ông thầy để mà cho ông làm phép. Thì buổi sáng Phượng cùng với mẹ nó đi bộ đến nhà của ông thầy. Lúc đó thì gặp ông thầy Hai Tửng đang ở nhà. Ông mới nói là thầy bữa nay bạn đi đám giỗ nên muốn làm phép thì chiều phải đến. Thì lúc đó thì ông Phượng chiều lại thì Phượng đi trên một chiếc xuồng đến nhà của ông thầy Hai Tửng. Mọi nghi vấn về cái chết của chị Trần Thị Phượng đã được tập trung vào đối tượng tự xưng là thầy Hai Tửng. Cơ quan điều tra lập tức cho khám nhà đối tượng Hai Tửng. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ được một số nữ trang được xác định là của nạn nhân Trần Thị Phượng và một số mẫu lông còn rơi vãi trên sàn nhà. Tất cả những mẫu lông này đều được chuyển về phòng kỹ thuật hình sự để giám định
nhằm xác định có liên quan gì đến nạn nhân Trần Thị Phượng hay không. Thì tại đây chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thì phát hiện có nhiều cái đồ vật trong gia đình và có nhiều cái dấu vết mà nó liên quan khả năng nhiều đến cái tử thi này. Đó là có phát hiện rất là nhiều cái lông rơi rải ở phía dưới nhà, cái sàn nhà của đối tượng nghi vấn, và nhiều cái vật dụng khác, ví dụ như là có dây chuyền, rồi đồng hồ của nữ và một số vật dụng của đồ đạc tư trang của người nữ. Lúc này nhân vật hai tửng đã được đưa về trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa để xác minh, làm rõ những việc có liên quan đến cái chết của chị Trần Thị Phượng. Lúc đầu hai tửng một mực chối cãi, cho rằng mình không liên quan gì đến nạn nhân Trần Thị Phượng. Tuy nhiên, trước những bằng chứng thu được tại hiện trường và kết quả giám định từ phòng kỹ thuật hình sự đã buộc hai tửng phải thừa nhận hành vi sát hại chị Phượng. Căn cứ là cơ quan điều tra kết luận, bởi vì cái ngày đầu tiên là bản thân của Phượng là đã nói gia đình là đến nhà của thầy Hai Tửng để mà làm phép. Do đó thì cơ quan điều tra đã đặt vấn đề liên quan đến cái việc Hai Tửng này là người trực tiếp làm phép để mà cho Phượng là đi làm ăn để mà không có bị chồng điện về nữa. Thì trong quá trình cơ quan điều tra đã thu thập những cái tài liệu liên quan đến việc điện linh để xác định là bản thân của Phượng cũng đã bị là Hai Tửng là giết rồi lấy một số tài sản có liên quan. Bởi vì qua khám nghiệm là bản thân của Phượng cũng mắc một số cái trang sức mà hiện nay trong nhà của Hai Tửng, cơ quan điều tra cũng thu là cái số mà vàng vòng đeo tay. Thì lúc đó Hai Tửng cũng không kịp tháo mở mà dùng kéo cắt cái số nữ trang này bỏ vô cái bầu khô mà ở trên cái ống đựng chân gian đó. Thì cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ và xác định cái việc này là bản thân Hai Tửng thực hiện và đã cắt giấu số tài sản này, nó đủ căn cứ để xác định là có hành vi giết cướp đối với Phượng. Trở lại việc khám nhà đối tượng Hai Tửng, tại đây cơ quan điều tra đã tìm thấy một số giấy chứng minh nhân dân của danh tính nữ đều là những người sinh sống ở huyện Thanh Bình. Và một điều hết sức bất ngờ, các điều tra viên đã phát hiện trong nhà đối tượng Hai Tửng có 3 cái hộp sọ giống sọ người được giấu kín trong một chiếc rương gỗ. Trở lại bối cảnh vụ khám nghiệm hiện trường tại nhà Hai Tửng. Sau khi đã phát hiện xác chết của nạn nhân Trần Thị Phượng, ngoài một số giấy chứng minh thư của một số người thu được tại nhà của Hai Tửng, bất ngờ các điều tra viên phát hiện ra một cái rương gỗ ở cuối góc giường nhà Hai Tửng. Trên rương gỗ có để một cái bát nhang. Sau khi mà khám xong hết trơn thì đi ra thì tôi lúc đó không biết cái linh tính của tôi hay như thế nào thì tôi cũng không biết, nhưng mà đại khái là trong đoàn đã đi ra, lẽ ra tôi bước ra là đi xong ra ngoài cái nhà, cái chòi của ổng là giống như là xong luôn. Nhưng mà tôi mới quay trở lại thì tôi thấy còn một cái thùng vuông ở trên một cái bát nhang, cũng là chờ thùng thì có cái khóa cửa của cái thùng đó. Mở cái thùng này ra coi xem thùng cái gì nữa để mới yên tâm mình rút lui. Nhìn xung quanh đó thì thấy cái chìa khóa nó móc cái gần đó đó. Rồi mới lấy cái chìa khóa đó, tôi mới mở cái thùng nó ra. Lúc đó còn có mình tôi ở trong phòng, trong cái chòi đó thôi. Mấy anh em là rút ra ngoài hết rồi, mình tính là rút rồi đó.
khi chiếc rương gỗ được mở ra đã khiến cho các điều tra viên hoảng hốt, giật mình, không tin vào những gì mình thấy. Buổi sáng là tôi nhìn như thế thì trời chắc là cũng còn hơi mà chứ ở trong nhà nó cũng hơi tối. Thì tôi mở cái thùng ra tôi nghiêng đầu tôi vô thì như nó có một cái dĩa, cái thao gì đó, đại khái nó ấp ba cái sọ đầu. Nó vô nên nó ấp kiểu này nó ấp vô đó. Là mình nhìn ba cái cục này nó giống như là mới nhìn vô tôi nghĩ là giống như là ba cái trái cái bầu mà bầu khô người ta chặt ngang cái bầu cái đít của cái bầu khô. Tôi mới nói cái gì trời. Đó, tôi mới nhìn kỹ lại một lần nữa tôi mới thấy nó chết cha cái này là sọ người, tôi mới nói lên la lên rồi mấy anh em ở đoàn ở ngoài ra ngoài mới đút nó quay trở vô. Nói mấy ông ơi coi này cái này có sọ đậu ở trong này nè, sọ người trong này nè. Đó. Thì lúc đó là anh em mới vô mới khám nghiệm là mới thu ba cái sọ đậu. Ba hiện vật có hình hộp sọ trong cái hộp gỗ được mang đi giám định và nhanh chóng được xác định đó là ba chiếc sọ người. Từ kết quả trên đã đẩy vụ án sang một hướng khác. Ban giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp thời điểm bây giờ lệnh cho phòng cảnh sát điều tra cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác như phòng kỹ thuật hình sự công an huyện Thanh Bình phải nhanh chóng tìm ra sự thật về ba chiếc hộp sọ người. Sau khi đã xác định được Tuấn là đối tượng chính gây án giết chị Phượng thì vấn đề đặt ra về mặt lương tâm, trách nhiệm cũng như công luận đòi hỏi là việc khai thác mở rộng vụ án. Bởi vì qua công tác khám nghiệm hiện trường thì chúng tôi đã phát hiện, thu giữ và bảo quản được một số cái sọ và một số cái đồ vật nghi vấn có liên quan đến vụ án khác. Đặc biệt là sau khi Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định, xác định đó là các cái sọ người. Thành thử, tình hình thực tế đặt ra buộc chúng tôi đứng trước một cái áp lực phải làm rõ cái phần khai thác mở rộng vụ án. Đó mục đích để làm gì? Với mục đích ở đó để khám và điều trị bệnh cho nhân dân, điện thiên linh địa linh. Được đang học cái nghề mà bùa phép này là từ ai? Tôi lên núi Sam học tìm được thầy Ba Phật Bắc chỉ cho tôi được một số bí kíp trong việc điện thiên linh địa linh. Thì Cang hãy trình bày nguồn gốc của ba cái sọ đó ở đâu mà bị Cang có và mang về bằng phương tiện nào? Ba cái sọ đó là do thầy Ba Một Mắt ở nước Sam tặng cho tôi điện linh khi thầy Ba tặng tôi là tôi về để vô tủ khóa lại. Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về nguồn gốc ba chiếc sọ người, đối tượng Hai Tửng một mực khăng khăng cho rằng ba cái sọ này y có được là nhờ ông thầy bùa Một Mắt ở trên núi Sam cho y để luyện thiên linh cái. Theo lời đối tượng Hai Tửng thì để luyện được thiên linh cái có thể điều khiển được các âm binh thì phải dùng sọ người để luyện. Chính vì thế, thầy bùa Một Mắt trên núi Sam chính là sư phụ của y đã tặng ba cái sọ người này. Hai Tửng chỉ thừa nhận mình đã giết chị Trần Thị Phượng chứ không liên quan đến ba cái sọ người cũng như những nạn nhân trong vùng đang mất tích. Trước lời khai của đối tượng Hai Tửng về ba chiếc sọ người, các điều tra viên nhận định nếu không tìm ra được ông thầy bùa Một Mắt trên núi Sam thì không thể nào tìm được nguồn gốc của ba chiếc sọ người, cũng không thể kiểm chứng được lời khai của đối tượng Hai Tửng
có đúng sự thật hay không. Lập tức một tổ công tác đã được lệnh lên núi Sam tìm ông thầy bùa một mắt. Việc tưởng chừng như rất đơn giản, thế nhưng tổ công tác cũng đã mất cả tháng trời mới tìm được ông thầy bùa một mắt, được coi là sư phụ của đối tượng hai tử. Cơ quan điều tra đã trực tiếp đến cái núi Sam để chi tìm ông thầy một mắt, nhưng mà trong cái quá trình đến đó thì người dân người ta không biết cái ông thầy một mắt là ở đâu. Thì khi đó anh em cũng xuống cái chân núi ngồi uống cái nước mía ở dưới quán, hỏi thăm một cái cụ già là bán cái nước mía ở đây cũng lâu năm, hỏi thăm là ở trên cái núi này có ông thầy nào một mắt và trước đây đã là làm thầy ở trên núi này không. Thì lúc đó cũng hên là bà già này đã trả lời là cái người một mắt đó là con rể của bà, hiện nay đã về Kiên Giang sống là lâu rồi, không còn làm thầy đây nữa. Lúc đó là tôi với đồng chí Phong đội trưởng trực tiếp là đi xuống tới với Kiên Giang, là ở cái phường Vĩnh Thanh Văn của thị xã Giáp Giá. Xuống đó thì gặp ông thầy, ông thầy cũng đang làm phép làm bùa cho người ta ở dưới đó để mà làm ăn. Một buổi chiều tại trại tạm giam công an tỉnh Đồng Tháp, khi đang ngồi trả lời các câu hỏi thẩm vấn của các điều tra viên. Thì tôi cũng trực tiếp mời ông thầy về công an phường để làm việc. Và đó là hỏi là cái việc mà cái đầu ở đâu mà ông cho hai tỉnh để mà để kinh cái. Lúc đó ông thầy cũng trả lời là tôi không trực tiếp mà cho cái số đầu này, bởi vì là tôi chỉ hướng dẫn về cái việc đó là dạy sinh linh thôi, còn cái việc đầu thì tôi không biết. Một cuộc đối chất đã được thực hiện ngay trong phòng hỏi cung của trại tạm giam công an tỉnh Đồng Tháp. Dạy cũng giúp đỡ người thôi, chứ tôi không có dạy mấy cái như vậy. Thầy bùa một mắt đã phủ nhận lời khai của đối tượng hai tửng liên quan đến nguồn gốc của ba chiếc sọ người. Song song với hoạt động của tổ công tác đi tìm thầy bùa một mắt, thì một tổ công tác khác nhận nhiệm vụ thẩm vấn đối tượng Trần Thị Thể. Đây là người được xem như vợ hờ của hai tửng và được đưa vào diện nghi vấn là đồng phạm giúp đối tượng hai tửng gây án. Sau rất nhiều ngày thẩm vấn, nhưng đối tượng Trần Thị Thể vẫn khăng khăng mình vô tội, rằng Thể chỉ thỉnh thoảng đến giúp cho hai tửng mua lương thực thực phẩm và nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chứ không liên quan gì đến công việc của hai tửng. Sau nhiều ngày thẩm vấn, chắc quá ân hận hoặc quá sợ hãi, đối tượng Trần Thị Thể đã tỏ ra thái độ muốn hối lộ các điều tra viên. Tôi nhớ là cũng khuya, cũng khoảng 11 rưỡi, 12 giờ vậy. Tôi mới chở chị từ chỗ cảnh sát điều tra về chỗ An Bình. Thì từ chỗ cơ quan chạy về tới An Bình thì chắc khoảng hơn cây số vậy nè, nhà trọ. Lúc đó chạy xe Honda mà chạy ban đêm mà chở chị đến nhà trọ nên mà bị mình đánh giá chị này là nữ, cho nên cũng không có tính là người nào ngồi sau lưng kè gì chứ, bị bà này bà nữ nên là cũng nữ là chưa chồng đó. Thế là làm việc đâu tới đêm thứ hai thứ ba gì tôi không biết đó, không nhớ. Nhưng mà cái là bắt đầu khi mà chị mới nói trên cái đường chở đi á, chị mới nói tôi một câu là anh cố gắng giúp em sẽ có một cái khoản tiền lớn em trả ơn anh. Cho nên là tôi nghi ngờ cái này tôi mới nói đó, anh sẽ giúp em nhưng mà với điều kiện á, cái việc của em làm như anh thế nào em phải trình bày cho anh biết mới được, anh biết rồi anh mới có cách để em giúp em được, chứ cần em nói gì không được đâu. Trước lập luận của điều tra viên, đối tượng Trần Thị Thể buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với sự thuyết phục của hai tửng,
Trần Thị Thể đã đi tìm những người phụ nữ có vấn đề tối đen trong cuộc sống đưa về cho Hai Tửng làm bùa ngải chữa trị, nhưng thực chất là đưa về nhà Hai Tửng để y sát hại, cắt đầu luyện thiên linh gái. Với sự đối chất của ông thầy bùa một mắt là sư phụ của đối tượng Hai Tửng về nguồn gốc ba chiếc sọ người cùng với lời khai của đồng phạm là Trần Thị Thế, buộc đối tượng Hai Tửng phải thừa nhận hành vi giết người để cắt đầu luyện thiên linh cái. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là thời điểm bấy giờ cho các điều tra viên làm thế nào để tìm được ba cái xác còn lại liên quan đến ba sọ người đã thu được. Theo lời khai của đối tượng Hai Tửng thì ba nạn nhân của ba cái sọ người mà cơ quan công an đã thu giữ có tên là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1972, trú tại thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình; Phạm Thị Đẹp, sinh năm 1975, trú tại Tân Thạnh, Thanh Bình; và nạn nhân thứ ba được xác định là Nguyễn Thị Duyên, lúc bị sát hại mới 16 tuổi. Thì qua điều tra thì tên Tuấn đã thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình, đã có giết nhiều người. Và trong quá trình tôi khám nghiệm, tôi phát hiện được là tại nhà của tên Tuấn này có nhiều cái giấy chứng minh dân của những cái người phụ nữ lạ. Và kết quả công tác điều tra của cơ quan điều tra kết hợp với nhiều yếu tố khác thì đã chứng minh được là tên Tuấn đã có, ngoài việc mà tên Tuấn đã giết cái cô đem chôn xác ở gần nhà đó, và y còn giết thêm là ba người khác. Và sau khi giết thì y mới chôn ba xác này, đều chôn ở phía dưới cái sàn nhà của y cả. Tại thời điểm này, cả vùng Đồng Tháp đang mùa nước nổi, nên vùng đất ở địa bàn mà Hai Tửng đã sinh sống hiện ngập lụt trong nước. Mặt khác, sau khi Hai Tửng bị bắt, người dân quá bức xúc nên đã đốt căn nhà y từng ở. Điều này vô tình gây nên sự khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc tìm thi thể ba nạn nhân xấu số. Hai Tửng khai đã chôn ba cái xác của chị Nguyệt, Đẹp và cô Duyên dưới sàn nhà, nhưng nhà thì đã bị đốt và chìm trong nước lũ. Thì cái thời điểm năm 2000 nước lớn, cho nên là khi mà cơ quan điều tra đến đó là nước lên tới ngực rồi, không thể nào mà tiến hành mà khai quật được. Đó thì cũng đề xuất với lại ban đốc công an tỉnh mua một số dán cái đầu mình lấy bao xung quanh lại để mà giống như người ta làm cái bồn nước mắt, bao xung quanh lại cái nhà đó hết. Rồi cái người dân ở địa phương người ta mới cho mà bạch đằng rồi cây cối đầu thêm, chúng ta đóng tả đẹp chịu lại hết, đừng có cho nó sạt lở. Sau đó thì bao vô đất rồi vô cát, chúng ta tấn xung quanh. Rồi người dân ở đó người ta cũng cho mượn máy móc đặt trong cái đó tát cho khô cái nền ra hết. Sau nhiều lần cố gắng bơm nước ra ngoài, cơ quan chức năng cũng đã tìm được thi thể của ba nạn nhân xấu số. Ở đây thì bác sĩ người ta tiến hành là rửa rồi sắp lại để vô quách để mà xác định là từng cái người một. Theo cái lời khai của Hai Tửng là cái số mà bị giết thì Hai Tửng chôn là ở phía cột cái nhà của ảnh, cho nên là mình phải xác định được từng vị trí một để mà mai mốt mình trả lại cho cái người thân. Và số xương cốt ba nạn nhân đã được nhanh chóng đưa đi giám định DNA để xác định bộ hài cốt nào trùng khớp với cái sọ người nào. Sau nhiều công đoạn, cơ quan điều tra mới có thể hoàn chỉnh được thi thể của ba nạn nhân xấu số để chuyển cho người thân mai táng. Khi phát hiện ba cái sọ người ở trên trong nhà của tên Tuấn, và quá trình điều tra đã khai quật được ba cái tử thi là không có đầu, và kết quả đã giám định xác định được là cái sọ ba cái sọ người và cái ba cái xác người không đầu đó là một. Thì để chứng minh được đối với cái
sự liên quan của những cái chết này đối với tên Tuấn, thì quá trình điều tra chúng tôi đã thu được tại nhà tên Tuấn là cái giấy chứng minh nhân dân của hai người, như tôi đã nói ở phần trên, đó là một người tên là Nguyệt, một người tên là Đẹp. Thì đã xác minh được, là chứng minh được là cái hai cái xác mà chôn ở dưới nhà đó là của chị Nguyệt và chị Đẹp. Và có một số cái vật dụng tư trang của trên cái hai cái xác đó, thì những người thân của chị Đẹp và chị Nguyệt đã nhận dạng được. Từ đó cái cơ quan điều tra kết hợp với những chứng cứ khác để chứng minh là được cái tội phạm của tên Tuấn. Từ một tà thuật hình thành trong thế giới phù thủy cổ đại đã được lưu truyền đến tận ngày nay, và vẫn còn có nhiều kẻ tin vào thế giới của ma quỷ để rồi từ đó thực hiện những hành vi tội ác. Sâu chuỗi toàn bộ hành vi này, đó là những tội ác do đối tượng Hai Tửng cùng với sự giúp sức của đồng phạm Trần Thị Thế đã gây nên cái chết cho 4 người phụ nữ xấu số. Sau khi được thầy Hai Tửng làm bùa phép giúp cho công việc làm ăn được hanh thông, đối tượng Trần Thị Thế đã tình nguyện đến ở và phục vụ cho Hai Tửng. Tại đây, Hai Tửng nhiều lần nói với Thế về bí quyết luyện thiên linh cái để điều khiển các âm binh phục vụ cho mình. Muốn luyện thành công phép thuật thiên linh cái thì phải dùng sọ người để luyện. Từ lời nói của Hai Tửng, đối tượng Trần Thị Thế bắt đầu công việc đi tìm con mồi về cho Hai Tửng. Các nạn nhân lần lượt được Trần Thị Thế đưa về. Người thì lý do ốm đau cần được chạy chữa, người thì lý do trục trặc trong mối quan hệ gia đình, công việc, và rồi các con mồi lần lượt được đưa vào chỗ chết. Lúc đầu là những lời hỏi han về sức khỏe, công việc, gia đình. Sau đó Hai Tửng cho nạn nhân uống một thứ thuốc, sau này được xác định là thuốc mê. Và rồi khi nạn nhân đã mê man bất tỉnh, thì y bắt đầu thực hiện các hành vi gây án, cạo sạch lông vụn kính, dùng để luyện tà thuật, hiếp dâm nạn nhân, rồi giết hại các cổ nạn nhân để luyện pháp thuật thiên linh cái. Trong quá trình khám xét thì cái nhà của Hai Tửng nó có cái bề ngang là 2m7, bề dài là 4m. Mà trong cái căn nhà này thì nó có nhiều loại giấy tờ, cho nên cơ quan điều tra là khám xét cũng thời gian lâu để mà xác định xem cái nguyên nhân mà để dẫn đến cái việc mà giết phụ nữ làm gì. Thì trong quá trình khám xét thì cơ quan điều tra cũng thu được cái tấm giấy mà để là hướng dẫn về việc mà luyện thiên linh cái. Trong quá trình luyện thiên linh cái thì thầy cũng đã hướng dẫn một dung chính là làm cách nào đó để mà luyện cho nó có hiệu quả. Ngày nay, cù lao Tân Bình đã trở lại bình yên, nhưng rất nhiều người không khỏi hoảng sợ khi nhắc lại vụ án về gã thầy bùa Hai Tửng, dù đến nay đã trôi qua nhiều thời gian. Sự thiếu hiểu biết của người dân đã vô tình tiếp tay cho những kẻ hành nghề mê tín dị đoan có cơ hội lợi dụng gây án. Bài học về vụ án này tưởng như đã xưa cũ, nhưng thực chất nó vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay, khi đâu đó trên các vùng quê đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn xôn xao về các ông thầy có khả năng phép thuật. Đối tượng gây án thì phải nói là về mặt thủ đoạn thì dã man và có tính chất chuyên nghiệp, giết nhiều người, 5-6 người trong thời gian dài. Những đồng phạm, những đối tượng là đồng phạm với Tuấn lại là những người thân yêu cật ruột của Tuấn, lại mang, đặc biệt là đây là một thủ đoạn mới, lại mang cái yếu tố mê tín thần quyền, thần linh, dị đoan. Cho nên đối tượng đã nói cách nào đó là khống chế về mặt tinh thần đối với các nạn nhân và những người biết việc khác có liên quan. Thành thử việc điều tra khám phá được vụ án này, chúng tôi thấy nó thể hiện được cái điểm hay là ở cái chỗ đó. Một cái điểm nữa mà chúng tôi rút ra được là cái vai trò, cái công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ huy và tổ chức thực hiện. Cái vai trò của một số cá nhân chủ công trong vụ án, nhất là cái việc xác định một số cái điểm mấu chốt để mà đấu tranh thành công với đối tượng và khai thác gần như trọn vẹn cả cái vụ án. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 2019,
Tại căn nhà cho thuê số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, khiến hai người thiệt mạng. Thi thể nạn nhân bị ép trong hai thùng nhựa đổ đầy bê tông. Khi bị phát hiện thì đang trong giai đoạn phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội hết sức tinh vi và tàn bạo mà trước đó chưa hề xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Làm thế nào mà chỉ trong 3 ngày, lực lượng công an tỉnh Bình Dương đã điều tra khám phá vụ án, bắt giữ 4 kẻ thủ ác. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hồ sơ vụ án ngày hôm nay. Khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Thành Huấn, người mua lại căn hộ cho thuê số 90, cũng là người phát hiện khối bê tông có chứa xác người khi ông cho nhân viên đập ra để dọn dẹp. Lực lượng công an xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương đã lập tức có mặt để nắm thông tin và tổ chức ngay công tác bảo vệ hiện trường. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại số nhà 90 thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, chúng tôi liền triển khai lực lượng công an xã đến hiện trường và xác định đây là vụ việc có dấu hiệu giết người. Nên tôi đã cho anh em là bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, không cho người dân vào hiện trường và những người lạ vào hiện trường. Sau đó chúng tôi đã báo lên lãnh đạo công an huyện xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự kết hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Bầu Bàng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thụ lý xác minh tin báo theo quy định pháp luật. Công tác điều tra ban đầu được tiến hành thận trọng, khách quan, thu thập được các tài liệu có liên quan đến vụ án. Sau khi tiếp nhận tin báo do công an cơ sở cung cấp lên về có một cái vụ án xác định cái nạn nhân chết trong một cái khối bê tông, thì chúng tôi xác định đây là có một cái vụ án hình sự. Trên cơ sở đó thì chúng tôi triển khai lực lượng đến ngay hiện trường để mà trực tiếp các hoạt động điều tra ban đầu. Bản thân tôi cũng trực tiếp tham gia đến và để quan sát hiện trường cũng như là phân công các lực lượng để tiến hành điều tra. Thì chúng tôi phân công là một tổ trực tiếp tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường cùng với các đồng chí trong cái tổ đó, thì phân công thu thập lời khai nhân chứng, những người biết việc xung quanh cái tại hiện trường. Hiện trường phát hiện thi thể trong khối bê tông là căn nhà cấp 4 hình chữ L. Bên ngoài có cổng sắt, tường rào bao quanh. Khi phát hiện các cửa khóa hiện trường có sự xáo trộn do chủ nhà phá khóa dọn dẹp, bên trong nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ. Tại phòng ngủ tiếp giáp phòng khách, phát hiện một bồn nước bằng nhựa màu xanh cao khoảng 1 mét, không có nắp, bên trong có chứa nhiều xi măng đã khô. Có một xác người nằm bên trong đã phân hủy. Chúng tôi nghi ngờ trong cái khối hình trụ tròn để phía trước nhà có khả năng là có cái tử thi thứ hai, cho nên chúng tôi dừng lại mọi công tác khám nghiệm và báo về lãnh đạo đơn vị và báo về Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí giám đốc và phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Bởi qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ban đầu, cơ quan chức năng đã nhận định đây là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Cho anh em tiến hành khai quật cái thùng bê tông đó, xác định tiếp tục là xác định có tử thi thứ hai nằm trong cái khối bê tông để trong một cái thùng nhựa ở ngoài cách hiện trường khoảng hơn 10 mét. Thì trên cơ sở này chúng tôi nhận định đây là một cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng là chết hai người. Chính vì thế mà chúng tôi tăng cường các lực lượng tập trung để xác lập cái chuyên án, truy xét điều tra làm rõ các cái dấu hiệu tội phạm có liên quan. Không chỉ tập trung vào hai khu vực phát hiện xác nạn nhân,
Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng ra các vị trí lân cận ngoài khuôn viên căn nhà để lần tìm dấu vết xung quanh. Qua giám định pháp y, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện tử thi số 1 là nam giới, khoảng từ 30 đến 35 tuổi, cao 1m70. Trên cơ thể có 12 vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Trên cổ có sợi dây dù siết cổ. Nạn nhân thứ hai cũng là nam giới, khoảng 35 tuổi, có vết chèn ở cổ, xác chết được chèn rất nhiều trà xung quanh, có quấn một áo mưa màu vàng nhạt. Có một người phụ nữ tên là Thanh đã đến thuê ngôi nhà này với giá 2 triệu đồng một tháng, cứ 3 tháng là trả tiền nhà một lần. Do là ông Vương muốn cho thuê ngôi nhà này ngắn hạn, cho nên ông Vương hoàn toàn không có lập hợp đồng, cũng không giữ bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của những người ở trong ngôi nhà này, cùng với những tài liệu khác mà cơ quan điều tra thu thập được. Để được biết trong căn nhà số 90 này thì có khoảng 4 đến 7 người, gồm những nam và nữ, có biểu hiện tụ tập mê tín dị đoan, mặc đồ lam và cạo trọc đầu, và họ sử dụng xe ô tô loại 7 chỗ để làm phương tiện đi lại. Họ ít giao tiếp với những người xung quanh. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và công tác điều tra ban đầu, nhận định đây là một vụ án mạng giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hai người bị giết với thủ đoạn rất dã man. Đối tượng đã có sự chuẩn bị về công cụ và phương tiện gây án và che giấu tội phạm bằng cách đổ bê tông các nạn nhân trong các thùng phi. Thông tin về đối tượng nghi vấn gây án rất ít. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng, phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra khám phá án. Các bác sĩ pháp y thuộc phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã cố gắng trích xuất được mẫu dấu vân tay của hai tử thi. Từ mẫu dấu vân tay này, ban chuyên án đã cử một lực lượng tiến hành rà soát tàn thư chứng minh nhân dân và từ đó xác định được nhân thân lai lịch của hai tử thi, đó là Trần Đức Linh ngụ tại Nghệ An và Trần Trí Thành ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đã cử hai tổ công tác, một tổ đi Thành phố Hồ Chí Minh và một tổ đi Nghệ An để xác minh nhân thân lai lịch của hai tử thi này và từ đó rà soát mối quan hệ của những người này. Mặc dù cách xa hàng nghìn km, tuy nhiên hai tổ công tác đã cùng đi về một điểm, đó là hai người này bị một số đối tượng lôi kéo tham gia vào hoạt động mê tín dị đoan, và lần cuối cùng những người thân trong gia đình của những người này liên lạc được là khi họ ở Nha Trang. Nhanh chóng một tổ công tác đã đến Nha Trang xác minh và thu thập được một số nhân thân lai lịch của các đối tượng. Từ những tài liệu vật chứng thu được tại hiện trường và những thông tin do các tổ chức trinh sát bảo vệ, ban chuyên án ban đầu đã xác định Trịnh Thị Hồng Hoa sinh năm 1953, Phạm Thị Thiên Hà sinh năm 1988 cùng quê Thái Bình và đăng ký hộ khẩu tại số 5/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
là những người có khả năng liên quan nhất đến vụ án. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thông báo truy tìm đối tượng và có báo cáo đăng ký cấm xuất cảnh nóng đối với hai người này gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Ban chuyên án đã phân 3 tổ trinh sát tiến hành rà soát ở 3 địa phương là Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa để truy tìm cho bằng được ngay đối tượng này thông qua các mối quan hệ. Đặc biệt, công tác phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm được đẩy mạnh. Trên cơ sở những mối quan hệ này, tôi lần ra những cái mối quan hệ có liên quan đến các đối tượng gây án. Trên cơ sở sau thời gian ngắn tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, chúng tôi xác định được các thông tin có liên quan tới một số đối tượng có nhóm có mối quan hệ với hai nạn nhân. Trên cơ sở đó thì đảm bảo yêu cầu điều tra của vụ án thì chúng tôi tiến hành thông báo truy tìm những đối tượng liên quan. Thì trên cơ sở thông báo truy tìm này triển khai đến công an các đơn vị địa phương thì đã được triển khai nhanh chóng. Thì khoảng thời gian là trong vòng là hơn 3 tiếng đồng hồ thì người dân ở trên cái địa bàn của thành phố Thủ Dầu Một đã phát hiện thông tin về các đối tượng chúng tôi đã truy tìm. Có đọc trên báo mới có thấy hình như vậy, thông tin hiệu xe Ford Everest này kia rồi đăng ký ở thành phố rồi. Tụi em thấy hình thấy có một người thấy giống, sao thấy hơi giống trong cái nhóm đó. Mà gặp tự nhiên thấy họ chuyển đồ nên thấy cũng nghi, chạy ra bãi xe coi xe thì thấy xe giống, hiệu xe giống rồi biển số nữa. Nên lúc đó mới khả năng nghi cao nên em mới báo cho bên quản lý khách sạn. Rồi bên quản lý mới báo cho bên quản lý dự án để chốt chặn. Thông tin này đã được ban quản lý báo nhanh cho lực lượng công an. Khi đó là mình đã chốt hết hai cổng rồi, do đó là họ ngừng xe lại và họ cứ ngồi trên xe để chờ cho mình mở cửa ra. Dạ, thì tầm khoảng chừng 2 phút sau thì công an phường đã tới. Thì bên bảo vệ với lại công an phường mình yêu cầu họ là xuất trình chứng minh để kiểm tra hành chính. Các mũi trinh sát phối hợp với công an phường nhanh chóng bao vây chặt khu dân cư. Sau khi xác định đúng đối tượng, lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành lệnh giữ người và khám xét khẩn cấp nơi đối tượng đang thuê ở và phương tiện tại khách sạn Fiamo. Lực lượng trinh sát đã tiến hành ập vào, đồng thời thông báo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời đưa 4 người này đi về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương để làm việc. Ban đầu khi mới mời về làm việc, các đối tượng không khai báo, có thủ đoạn im lặng đối phó, không trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Tuy nhiên, với chiến thuật xét hỏi phù hợp, khai thác tốt các thông tin thu thập được từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai người làm chứng, sử dụng mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng để đấu tranh, nên các đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các đối tượng này thực hiện theo phương châm là 3-0. Không nói, không biết, không phản ứng với các câu hỏi cũng như là tác động của cán bộ hỏi cung hay cán bộ ghi lời khai.
nó gây khó khăn cho chúng tôi rất lớn trong cái việc mà đấu tranh ban đầu, kể cả thu thập những thông tin nhỏ nhất trong việc mà xác định cái mối quan hệ giữa các đối tượng. Tuy nhiên do các hoạt động điều tra trước đó thì chúng tôi cũng được một số lượng thông tin nhất định. Từ đó thì chúng tôi mắt xích lập cái sơ đồ mối quan hệ giữa các đối tượng, từ người đứng đầu là Thiên Hà, cho tới mẹ của Thiên Hà là Hạnh Hoa, cho tới Tâm Huyên và cho tới là Phương Thảo. Thì quá trình đánh giá có sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên trực tiếp là đồng chí giám đốc và phó giám đốc, thì chúng tôi đánh giá là chỗ Phương Thảo là đối tượng yếu nhất và có mối hệ đặc biệt đối với Thiên Hà. Từ đó thì chúng tôi tập trung đấu tranh cái chỗ đối với Phương Thảo. Thì quá trình lợi dụng cái mối quan hệ, trong cái mối quan hệ phức tạp giữa các đối tượng và những tài liệu chúng tôi có được, thì qua giáo dục thuyết phục thì Thảo đã khai nhận cái hành vi phạm tội của mình và của đồng bọn. Khoảng tháng 10 năm 2018, Lê Ngọc Phương Thảo thuê nhà số 90 thuộc ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng để cả nhóm gồm có Thảo, Trịnh Thị Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Tâm Huyền, Trần Đức Linh và theo Phạm Thị Thiên Hà tu luyện theo kiểu mê tín dị đoan. Đến tháng 12 năm 2018 thì Hà tổ chức cho mọi người đi Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu thuê một căn villa ở đây để cùng nhau tiếp tục tu luyện. Nhóm này tiếp tục thực hiện những cái hoạt động mê tín dị đoan. Quá trình thực hiện hoạt động mê tín dị đoan thì nhóm của Hà lại phát hiện Trần Trí Thành có những biểu hiện lạ, cho nên cả nhóm đã bàn bạc và tìm cách giết Trần Trí Thành. Bị can Hà đã chỉ đạo cho các bị can còn lại tiến hành phá cửa ngoài, đồng thời đi mua những cái dụng cụ để chích điện. Sau đó nhóm bị can Hà lợi dụng vào một cái buổi chiều trời mưa, thì nhóm bị can Hà đã yêu cầu Trần Trí Thành đưa tay ra ngoài để châm cứu. Sau đó thì nhóm bị can Hà đã dùng tay siết cổ tay của Trần Trí Thành, sau đó dùng dây lỏng siết cổ để giữ cho Trần Trí Thành không có rụt tay và đưa đầu vào trong, và sau đó sử dụng những cái dụng cụ bằng sắt chích điện để giết chết Trần Trí Thành. Đối tượng để xác của Thành trong phòng rồi 2-3 ngày sau mua thùng nhựa bỏ vào, đổ đầy xi măng và cát. Sau đó thì cả nhóm khóa cửa bỏ đi và trọ ở khách sạn Diamo cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
qua cái vụ án này, cái nguyên nhân để dẫn đến cái phát sinh tội phạm đó rằng là cái sự là mê tín dị đoan, một số cái đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo một số người vào cái hoạt động là mê tín dị đoan dẫn đến cái vi phạm pháp luật. Để mà phòng ngừa cái loại tội phạm như thế này thì khuyến cáo với bà con mình là trong cái vấn đề quản lý giáo dục con em, khi bị các đối tượng xấu dụ dỗ hoạt động những cái hiện tượng lạ về mê tín dị đoan thì thông báo đến các cái cơ quan chức năng để có cái biện pháp giáo dục phòng ngừa ngăn chặn, không để là lôi kéo các cái con em vào cái con đường nghĩa là mê tín dị đoan và các cái đối tượng khác là xâm phạm đến cái tính mạng sức khỏe như cái vụ án vừa rồi xảy ra. Vào tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên Phạm Thị Thiên Hà án tử hình về tội giết người, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên 18 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm, tổng hợp 19 năm tù. Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa nhận 12 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm, tổng hợp mức hình phạt là 13 năm tù. Lê Ngọc Phương Thảo lĩnh án 12 năm tù tội giết người, 2 năm tù tội không tố giác tội phạm, tổng mức hình phạt là 22 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tiếp nhận vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra một cách thận trọng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá tính chất vụ án, đối tượng gây án một cách phù hợp, có trọng tâm, đúng hướng để sớm khám phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng, giúp ổn định tình hình dư luận xã hội. Vụ án cũng là hồi chuông cảnh báo về các hoạt động mang tính chất mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, các cơ quan chức năng liên quan cũng cần giám sát chặt chẽ, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc như vụ án trên. Chương trình Hồ sơ vụ án ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.